Tao đói. Đi mua nha. Để nó đi mua cho. Sao cứ bắt người khác làm vậy? Có tay có chân á thì tự đi đi. Giỡn mặt với tao hả? Để mình đi mua cho. Ma mới còn biết điều hơn tụi bay nữa đó. Không, không sao đâu. Không. Con chó này chút xíu nữa là bể đầu con người ta rồi. Đi ra. Ủa chuyện gì vậy? Tôi nhìn bồ thấy quen lắm luôn á. Trời ơi. Sao mày tán tao? Gọi điện thoại cho anh hai coi. Sao tới giờ này trễ quá rồi còn chưa tụi bay nữa. Em vừa mới nói cái gì? Đón xem Cô Giáo Tôi Là Trùm Cuối phần 2 tập 3 vào lúc 19:30 thứ 6 ngày 7 tháng 5 2021.